ngan tu skal tam ang ting do he cha hop wa ro sa tam yang yisu la ba tao ne tu stam dunia do nang cheng mul ba ta ring la ngai be cha nao yon tas la chua bình an ka ti cha nao he con chao la yang ring la ngai bia tam ang ting do ka ti anh đến đến là ông mì nè hè biết nè cái nó quá là bà ta có to số tất bơ thì cái nào phổ thông thì biết đến thì anh đúng bơ thì cái nào giáng hệ đến tâm túc nghe đồ kê sân tăn làm về lệnh giáng riêng lên ngài giờ giáng riêng lên ngài kê sân tăn tâm bơ giáng hệ chát tâm đồ cấm nó anh cũng mong ông mì hành quý tính đồ cháu hệ chát chắc giảng riêng lên ngài mà giảng riêng lên ngài thôi cái sân tâm là biết là đây cái sân tâm là Giê-xu ông mì nên có tì bơ thì Giê-xu mở tâm sát qua cũng chi là Giê-xu cái chi tư lít là giảng công lãng bò lít là bơ tội lại biết hệ tên giảng Giê-xu hệ chắc giảng Giê-xu tập tục nghe đồ là nàng giảng công hệ lít là bơ tội lại ông mì cần nhớ sao cái nhóm tôi ngược lại là cái nick của tôi lại à cái nick của tôi lại giờ cái nick của tôi lại à tặng hề chắc giảng anh làm biết lần là chắc gần biết lần hay lót đáp à lót nợ à tức là hay chắc cái tiền vào lót bên nợ giảng giảng lót bơ đáp cái tiền hay lót bên nợ giảng chết quá chắc chỗ lời cái tiền hay chắc thì hờ là go hề chắc giảng tầm to không như nào hệ tình là hệ là chắc dạng thì là bàn lời dạng lót đạp dạng Giêsu là bảo tao nên lót đạp cái thì hệ bảo chắc sa tầm dạng nàng hệ là cái lót đạp với dạng Giêsu thì cũng cái sân đan tầm sa ra hệ con chào có ở đi là e sai tập xin sen pram bây giờ sa hệ cái chi tầm sa e sai tập xin sen prao bản kinh thánh cơ hồ là đoạn 9 câu 6 chứ không phải là đoạn 9 câu 5 nên khi chúng ta xem lại ở trong bản có tiếng cơ hồ của mình thì là câu số 6 dễ dàng hề dạng Giê-xu hề cái sân đàn là về lời tại thì là hề đó tầm sáng phao thì dạng Giê-xu hề cái sân đàn về lời là bà tao giác trải chứ trải thì ông biết cái giác trải sao tin chắc rằng Giêsu là bà tao chắc chạy vì chắc ông cứ là mưu luận được thì là ông cứ xuống năm bà tao lời cao kê giảng in ông cứ bà tao lời ông cứ giảng ông kết quả cái thì nàng hãy in cứ là bà tao chắc chạy kết quả ông cứ bà tao có cất lời cái thì cấp nàng anh ông mộ ông bì bà là chắc rằng Giêsu thì rằng Giêsu kê sẽ đang làm bế lời tại là giảng tâm trụ cứ cái đáp của nó hoạt động thì ông mi cái nắp của nó đứng sao anh đến đến là hay ở cái nắp của nó đứng mi giáng tâm trú là bà tao cái nắp của nó đứng cái nắp của nó có nghĩa là cây lên chưa lạ bà ta mà cái nắp của nó gọi đi cái nắp của nó tiếp tâm luôn mà cái nắp của nó đứng ông cứ nâng rõ đứng lên mà giáng ở cây lên ông cứ nâng rõ đứng lên mà giáng ở giải quyết ở cây giải quyết giáng hay đi là bà tao cứ cái nắp của nó đứng giáng ở cây giải quyết chưa lạ bà nếu ông mi cái cái sự lạc bảo ta chắc chạy cái đắp của ngoài tờ giảng tập trung thì giải quyết giữa lạc rõ sợ giờ hãy đến chắc chạy bê tài giảng cái sân đàn với lời ta hãy tăng giảng cái rinh lưng ai bê là báp gam xung xung hệ tinh đồ hay là báp là bếp bếp đi sơ bá đi sơ với cháu gắng cái là bá ai hê tâm đồ quá cháu tức là báp mà cháu chính cháu cũng mình tức là bếp mà tâm sơ có chi là bếp giờ bếp báp bá cũng là tụi bá giờ cái gì tính đồ là báp cái gì là báp hỡ đi là ngay đồ ngay hình gầm mà gặp cái hê thì tôi chóc ngăn thì chứ tâm ú tôi hê gất lên cho báp thì chắc ngăn thì thám nhất nằm là bán cơ bản theo vớ đại hệ đi quýt hàm tôi cháu ơn ú in nhớ được tì hệ rì mà dạ nhớ cái tiền báp cái đi tầng độ là báp gam xuống xuống có nghĩa là báp cái đi là ở cái lời nặng của siêu mặt bởi thì hệ nhớ báp cái đi là xuống xuống ông thì gác hệ bên xuống mình là thì báp cái đi xuống xuống là mạc hệ thì cười
máp xuống xuống bên thì ta yêu hay thì ta bà tâm tu bá phải lót chân lời cái tì hay cũng gây lót chân chả hơn bá lơ chân nào lời thì hạt gây có nổ chân nào hơn bá lơ bọ lời cái tì hạt gây xin bá phải lơ mà hạt gây lơ về bá phải lơ sa có chi lo lắng em đã làm có tạm hiểu cái ta không tâm túc người đồ cấm nó anh không mổ ông bị hạt gây tinh chặt giảng cái gì là bọn tao chắc chạy truy chạy cái is là giảng tâm trú cứ cái năm con hoa là bá cam xuống xuống là giảng riêng là ngài mà giảng ở cái sự đam là Giêsu mở tông cấp năng anh mở miền cái lịch vợ lạc và tạm tối lại là vợ lạc và tạm tối lại thì là tối lại cần thì hãy cái bộ giảng tối lại cần là cái cú tâm lực ca là giảng tâm trú tâm lực ca là giảng tâm trú là ca ông tức lại là ca giảng tâm trú là ca sang vô cái thì cấp năng anh mở mì hệ âm tâm dung nhà đồ giảng này kênh cái bộ thì hệ giảng này sách cho hoa hệ giảng này kênh cả thì hệ giảng này lời implicus còn sao dạng tâm trú đi cái thì cấp năng anh mà cho là ngô ôm mì hay phải tình chặt nhé nhưng bên chí ai tình chặt bằng cái số cái xoắn cái xác cái vả mà tâm trú hợp gần tì hay là cái tình chặt hay là cái kiếp vung đá dạng tì này chi tụi bạn nên chi lọc lãng tâm xác cái xác đàn là xác ngô cái thì cấp năng anh ngô ôm mì hay là cái phải bà tì bà xám hỏi rằng mà giảng nàng hề gầy cứ là bà ta nuôi là tụt giờ tụt từ ngày giảng ai nàng hề lon tâm bà ta xin xử lý như nào vậy lại ở xin xử lý vùng đá giả tâm trú thì gần thì bé là chắc thì hết là giết hết là xin xử lý ở xung quanh gầy hay tình thì là ở bây giờ gần thì hề gầy tình cái tạm bây giờ cập cái nhà tầm mà năm bà ra vô chết xin đồ kê từng vùng bề là giảng rinh là ngài giang cánh ai cóp nặng anh mổ ôm mì cái sụt tà rinh lưng ngài giang cánh ai cóp nặng là co còn thì cái sụt tà rinh lưng ngài giang ai cánh giang cánh cóp nặng chắc lại hiếu ha anh lại chào ba cái xíu ha cái thì giang cũng cánh cái sụt tà rinh lưng ngài giang cánh bốn lá gà rinh lưng ngài giang cánh tính nguyễn thì cái sụt tà rinh lưng ngài mà giang cũng cánh chưa đá lá gà thì cái sụt tà rinh lưng ngài sờ cái tàn sụt tà rinh lưng ngài hết rồi thì cái sụt tấm và cóp nặng lại chào tinh chặt giang là chào chặt giang Giêsu hãy kêu bà ta rinh lên ngài xuống này hãy kêu xót bà đáng bà ta rinh lên ngài hơn dơ tờ nặng là chào bà ta in mà là chào bà ta hãy gặp quá ngăn là chào hiếm kiếp giảng thì tì hê là chào cái xa tâm giảng là bà ta rinh lên ngài thì tì tên giảng ai in cái xa lạc bà ta bà đáng xó lô bà ta rinh lên ngài hơn dơ hãy đăng là chào bà ta in dơ cần tì hê tao chắc bà ta chắc là bà ta hãy yết thì tì là bì hơn thì tì ôm y nè chi ca đào sớm thì bây giờ giảng thì đơn giản tập trung người đồ cái sinh nam làm bế lời giảng riêng lưng ngài giảng riêng lưng ngài sinh nam là chào Giêsu là bà tao chắc chạy chứ chạy là giảng tập trung cái sinh nam loạn đơn là bà cam xuống xuống giảng cảnh âm mà cấp nặng anh mỏ ông bị bớt đồ Giêsu thì lưu tư lại bây giờ cái gì cấm nát anh mỗi vì đó hệ cái đấm vào mỡ là bà ta mà giáng thì giáng là bà tao chắc chạy chứ chạy hay là cháu ở cái bà ta hơn người ta hay bảo tình chặt giáng hiện tại giáng cũng tâm cơ cấm nát anh mỗi vì hệ tâm phúc thế này đồm cũng về tâm phúc thế này đập tus hệ hội đan mà giáng ở giáng giáng là bà tao bế như nào giáng nên đó là chắc chạy còn bây giờ là tụi tôi còn cấp cái tình chặt giáng là chào chắc chạy nắng dán chắc chạy thì con cũng chắc chạy sao có mi cái kia sao hãy hỏi tan bây giờ là bà ta cấm này thì sao bây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.